Xin chào anh em nhá. Nay chúng tôi sẽ khám phá bãi đất này, mới lại khu rừng này nhá. Xem bãi đất này có cái gì không nhá. Khu bãi đất này thì chúng tôi phát hiện ra một rừng cây keo nhá anh em nhá. Đấy. Một rừng cây keo. Hiện tại tôi sẽ để dụng cụ nước lôi các thứ ở đây nhá. Sau là sẽ đi khám phá nhá. Đấy, anh em có thể quan sát. Đấy, trước mặt tôi là một